Thưa quý vị, sẽ khuyến khích cán bộ trẻ nắm giữ các vị trí chủ chốt quan trọng nhằm tạo sự đột phá, góp phần tạo động lực để phát triển địa phương. Đây là nội dung chính của đề án 6 năm 7 năm về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ vừa được thành phố Đà Nẵng phê duyệt. Điểm đặc biệt của đề án này là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng sẽ mạnh dạn đào tạo, tạo điều kiện để các cán bộ trẻ dưới 35 tuổi lên nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, nếu như đủ năng lực, các cán bộ dưới 35 tuổi sẽ được bồi dưỡng định hướng phát triển, đồng thời sẽ được giao nhiệm vụ thử thách để tích lũy kinh nghiệm trước khi quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo quản lý phù hợp. Theo Ban Thường ủy Thành ủy thành phố Đà Nẵng, hiện số lượng cán bộ trẻ tham gia cấp ủy của thành phố Đà Nẵng vẫn thấp dưới 10%. Vì vậy, việc nâng tỷ lệ cán bộ trẻ có năng lực giữ các vị trí lãnh đạo quản lý là cần thiết. Bên cạnh đó, thì thành phố Đà Nẵng cũng có các chính sách để động viên cán bộ lớn tuổi nghỉ hưu trước tuổi nhường vị trí lại cho các cán bộ trẻ.